Trung tâm làm đẹp 5 sao đỉnh cao của Hoa Kỳ, địa chỉ duy nhất tại Đông Nam Á hội tụ tất cả các công nghệ làm đẹp cao cấp nhất. Chúng tôi tự hào trong việc đi đầu và nắm bắt xu hướng làm đẹp tiên tiến, khẳng định việc liên kết các bệnh viện lớn trên thế giới để chuyển giao độc quyền công nghệ làm đẹp được phụ nữ yêu thích. US International Clinic là mô hình làm đẹp chuyên biệt đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam trong việc điều trị các vấn đề về da và chăm sóc vóc dáng toàn thân dưới sự hợp tác với các viện da liễu lớn của Mỹ, áp dụng công nghệ và quy trình chăm sóc trị liệu tiên tiến hàng đầu hiện nay. US International Clinic là địa chỉ làm đẹp hiếm hoi ở Việt Nam, có thể đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí của một trung tâm làm đẹp theo tiêu chuẩn quốc tế. Tại đây, chúng tôi sở hữu đội ngũ chuyên gia và đội ngũ máy móc công nghệ hiện đại bậc nhất tính tới thời điểm này. Chúng tôi hy vọng rằng những trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp tại US sẽ là trải nghiệm ấn tượng nhất đối với các bạn từ trước tới nay. Hoàn thiện hơn nhan sắc Việt, chúng tôi kiến tạo vẻ đẹp đó bằng những công nghệ điều trị làn da vóc dáng tiên tiến hàng đầu, an toàn, hiệu quả, cùng đội ngũ chuyên gia giỏi, nhiều năm kinh nghiệm từ các hiệp hội y khoa hàng đầu Hoa Kỳ và Việt Nam. Dr. Burgers với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảm béo. Dr. Philip với hơn 15 năm kinh nghiệm chăm sóc da. Dr. Andy, thành viên hiệp hội thẩm mỹ của Hoa Kỳ. Không dừng lại chỉ là mô hình chăm sóc da thông thường, trung tâm làm đẹp US International với tổng diện tích hàng ngàn mét vuông được phân thành các phòng điều trị chuyên khoa riêng biệt, đầu tư cơ sở vật chất chuẩn 5 sao theo quy định quốc tế, sở hữu hàng chục trang thiết bị máy móc được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ và Đức được FDA công nhận. Với sự vượt trội về cơ sở vật chất, đội ngũ chuyên gia, công nghệ đỉnh cao, trung tâm làm đẹp US International Clinic được phía đối tác nước ngoài đánh giá là một trong những mô hình làm đẹp đạt chuẩn quốc tế nhất hiện nay. Trung tâm làm đẹp US International Clinic được đầu tư 100% vốn nước ngoài. Chúng tôi sở hữu các dịch vụ làm đẹp đẳng cấp quốc tế như công nghệ nâng cơ, công nghệ giảm béo, công nghệ cấy bóng da. Và chúng tôi tham vọng đưa US International Clinic trở thành hệ thống làm đẹp hàng đầu khu vực châu Á. Công nghệ cấy hormone đốt mỡ được chuyển giao độc quyền cho US International Clinic. Công nghệ được áp dụng trên 130 quốc gia trên thế giới. Cấy hormone đốt mỡ không chỉ tăng 3 lần khả năng chuyển hóa mỡ thừa, làm tiêu mỡ tầng sâu và tiêu mỡ cục bộ. Nó còn giúp trẻ hóa cơ thể, bổ sung lượng hormone thiếu hụt, nhất là cho phụ nữ sau sinh và phụ nữ trung niên. Đồng thời còn giúp cho da săn chắc mịn màng, cơ thể khỏe mạnh hơn. Công nghệ này giúp cho khách hàng giảm bất ngờ sau 1 giờ 15cm cho 3 vòng và 20-30cm sau 20 ngày điều trị. Ngay sau khi làm thôi, Trang đã xuống được 4 sang rồi. Và cho tới thời điểm bây giờ sau 14 ngày thì Trang đã xuống được 2 sai quần. Đó là một cái điều rất là kỳ diệu và Trang cảm thấy rất là thích với dịch vụ giảm béo tại đây. Đánh bại tất cả các thế hệ nâng cơ hiện nay, The Morip mang đến hiệu quả trẻ hóa da phi thường. Khách hàng có cơ hội trẻ da 5 tuổi sau 1 tháng điều trị và có thể trẻ da 15 tuổi sau 3 tháng thực hiện. Hiệu quả duy trì từ 2 đến 3 năm tùy theo cơ địa. Với chi phí lên tới gần 5 tỷ cho một chiếc máy The Morip, nên công nghệ này sản xuất số lượng có hạn. Nó chỉ xuất hiện ở bệnh viện thẩm mỹ lớn và The Morip là một trong những chiếc máy duy nhất tại Việt Nam mà US có cơ hội được chuyển giao. Sở hữu làn da căng bóng mượt mà trong veo nhờ công nghệ cấy trẻ hóa da Mesobiolite, hiệu quả đã được sau 3 đến 5 lần cấy trẻ hóa da. Làn da không còn dấu hiệu của lỗ chân lông to, không còn da trùng nhão chảy xệ. Làn da tái sinh trở nên căng bóng, mướt mịn và sáng hồng tự nhiên. Hiệu quả có thể kéo dài từ 1 năm cho đến 2 năm. Khi mà tới cái trung tâm làm đẹp US Clinic này thì được chuyên gia tư vấn cho Thành cách cấy tinh chất vào da. Khi mà thực hiện xong thì Thành cảm thấy da của mình rất là khỏe, láng và mịn. Và Thành xin cảm ơn đội ngũ chuyên gia rất là nhiều. Làm đẹp khách hàng vui lòng liên hệ US International Clinic Spa, hệ thống giảm béo, trẻ hóa, trắng da hiệu quả nhất Việt Nam.